Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, chiều qua, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà các cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng dự có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và địa phương. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã đánh giá cao vai trò của cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương thời gian qua với những mô hình cách làm hay sáng tạo đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, nhất là trong bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Các cựu chiến binh đã luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống và lao động sản xuất, cũng như tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thượng tướng mong muốn các cựu chiến binh với trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần sẵn có tiếp tục có những đề xuất hiến kế tâm huyết cho cấp ủy chính quyền địa phương và quân đội để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay luôn trân trọng và kế thừa, phát huy truyền thống cao đẹp của các thế hệ cha anh, luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Dịp này, Thượng tướng cũng đã trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tình cảm của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Các cựu chiến binh sẽ luôn phấn đấu là tấm gương sáng ở địa phương, cùng góp sức xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp là tổ chức chính trị tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.